Xuân Hùng xin kính chào quý vị các bạn. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác một chiếc xe Lasetti. Và trước mắt các bác đây là một chiếc xe Lasetti màu đen đời 2007 với phiên bản số sàn, xe tư nhân biển Thanh Hóa. Và mẫu xe này thì em vừa mới đăng kiểm xong. Nói chung là tất cả các kỹ thuật là ngon lành gạch đào hết rồi, hành lang pháp lý là ok rồi, không phải nghĩ ngợi gì đúng không ạ? Và những mẫu xe như thế này thì lanh quanh đâu đó chỉ tầm trên dưới 100 triệu đồng mà thôi các bác nhé. Đấy, trăm dưới 100 triệu đồng thôi. Là một cái dòng xe sedan 2 đầu máy 1.6, máy xăng và chạy cực kỳ đầm chắc luôn. Đấy các bác ạ, chạy đầm chắc nhá. Đấy, nội thất sạch sẽ đẹp đẽ, sơn xi bóng mượt, là răng đúc theo xe nguyên bản. Mẫu xe này là một cái dòng xe mà giá rẻ và hợp lý cho các bác này. Gia đình nhà bác nào mà chưa có nhiều tiền thì chúng ta lên mua những mẫu xe như thế này. Lên mua những mẫu xe như thế này các bác nhá. Vì nó rất là rẻ, đời thì 2007 nó cũng không được cao lắm, nhưng mà chiếc xe này bây giờ đang kiểm được 1 năm. Em mới đăng kiểm xong được 1 năm nhá. Xe được trang bị la răng đúc đây các bác, la răng đúc theo xe này. Và lốp thì còn đẹp, dày đẹp luôn. Lốp đẹp này, đăng kiểm mới này. Nội ngoại thất đẹp sạch sẽ như này, sơn xi bóng mượt, điều hòa mát, đăng kiểm dài. Như vậy thì là đạt một chiếc xe quá ok rồi. Đấy, bác nào đang có nhu cầu mua xe này nhá. Chiếc xe này em đang bán cho bác với giá tầm 105 triệu đồng. 105 triệu đồng là giá chào bán thôi, còn nếu như bán chính thức giá bán là em có thể bán tầm 100 hoặc là dưới 100 một tí là em cũng sẽ bán được chiếc này. Nhé, bác nào đang có nhu cầu mua thì có thể alo trực tiếp luôn. Sơn xi chiếc này thì cực đẹp, form dáng thì nó chắc lịch luôn. Form dáng không có đâm đụng va chạm gì nhá. Đây các bác có thể xem này. Đấy, form dáng của nó thì căng đét luôn. Sơn xi bóng mượt, form dáng căng đét, không có đâm đụng va chạm gì. Lốp mới, là răng đúc. Xe đẹp. Xe biển 36 nhưng mà không bị han mọt đâu ạ, các nhá. Không bị han mọt cho các cái chương trình gì đâu. Đây em sẽ đóng hết cửa cho các bác xem form này. Là một chiếc xe Lasetti đời 2007. Nó chỉ đâu đó tầm lanh quanh tầm trên dưới 100 triệu một tí thôi. Thì chiếc này là rất phù hợp cho các bác mà chưa có nhiều tiền. Máy cực kỳ êm du luôn nhá. La răng đúc, lốp đáp đẹp, nội ngoại thất đẹp, mắt sáng, mắt đèn sáng, để đèn gầm đầy đủ nhá. Đây là những mẫu xe mà chúng ta có thể mua về đi lại gia đình cực kỳ tuyệt vời luôn các bác nhá. Đấy, em sẽ mở máy cho các bác xem này. Máy êm xèo xèo luôn. Máy êm lèo xèo luôn, cực chất. Những chiếc xe này thì không phải nghĩ ngợi gì rồi. Không phải nghĩ ngợi gì các bác nhá. Máy số chất gầm bệ như thế này thì chúng ta đi về thoải mái luôn. Đây các bác, máy êm du luôn ạ. Nhá, máy êm du lèo xèo đang nổ máy đây các nhá. Các bác nhìn này, đang nổ máy này. Mà gần như là không có tiếng nổ luôn. Đấy, đang nổ máy nhưng mà gần như không tiếng nổ luôn. Máy số con này cực chất. Điều hòa mát, đăng kiểm dài các nhá. Xe không đâm đụng va chạm gì. Đấy, cam kết cho các bác như vậy. Không đâm đụng va chạm gì. Cho nên chúng ta mua về cũng chỉ sẵn đi thôi. Ok chưa ạ? Đấy thì chiếc xe này là em đang bán tại thành phố Hải Dương nhé. Bác nào đang có nhu cầu mua xe thì alo cho em theo số điện thoại 0896 108883. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.